Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là tháng 2 hen, ở Pháp là mùa bánh khép mọi người. Nhà nhà ai ai cũng đều ăn bánh khép hết hen. Thì hôm nay mình làm bánh khép với phô mai cho cả nhà mình. Thì mình cũng rất muốn được chia sẻ đến với tất cả mọi người cùng làm hen. Cái công thức làm bánh khép mặn này nè, bánh khép phô mai này rất là đơn giản và rất là mau lẹ luôn. Rồi bây giờ nếu mọi người thích, mình xin mời mọi người cùng vào bếp với mình nha. Bây giờ mình pha bột ha. Mình dùng 170g bột mì đa dụng nha. Trứng vô là mình ở đây có hai cái trứng nhau này. Cho sữa vô luôn, đây mình có 20cl nơi sữa ha. Rồi cái còn lại là 10cl bia. Mình ở đây mình làm khép mình thích sử dụng bia hơn. Tại vì có bia vô bánh khép mình nó mịn, nó ngon hơn. Bây giờ mình quậy này trước rồi mình chế bia sau ha. Đổ bia vô sau. Mình đánh bột kỹ á, thì cái bánh khép mình nó càng ngon nha mọi người. Cái khâu đánh bột cũng rất là quan trọng ha. Nếu như mà mình không làm bia thì mình cho 30cl sữa. Để bia vô luôn. Cách làm bánh khép mặn với bánh khép ngọt á, nó khác nhau một chút xíu ha mọi người. Trước đây mình có chia sẻ một cái video cách làm bánh khép ngọt á. Nếu chưa xem á, mình xin mời mọi người xem nha. Mình cho 2 muỗng canh dầu. Dầu ô liu á. Mình á, thì thích dầu ô liu. Mọi người có thể sử dụng các loại dầu khác ha. Bột không có bị ốc trâu. Đó, mình đánh đều xong rồi cái mình để cho bột nghỉ một tiếng đồng hồ ha. Rồi, bây giờ mình sẽ để bột nghỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ mình mới đổ nha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ bánh nha mọi người. Bột nãy giờ nở rồi nè mọi người ha. Đây cái dĩa, mình cũng có phô mai rồi nè mọi người. Chút xíu nữa mình sẽ cuốn ha. Ở đây ít ha, nhưng mà mình còn nữa nha. Nhiều lắm. Mình chờ chảo nóng ha. Nãy giờ mình cũng mồi lửa lên, bây giờ nóng rồi, giờ mình để dầu lên. Với cái số lượng bột này á, thì mình làm được 8 cái khép nha mọi người. Mọi người biết không, mình làm khép với bia đó, cái bánh rất là mềm mịn dai, không có cần phải bột nổi đâu mọi người, không có cần để bột nổi nha, mà bánh rất là mềm, rất mịn, rất dai luôn. Mình hí hí, mình dở là mình coi dưới có vàng chưa ha. Nếu vàng rồi thì mình sẽ trở về. Mình để lửa vừa thôi ha. Chút xíu nữa mình còn để phô mai cái mình chiên lại nữa. Hôm nay mình chiên cái bánh vàng cỡ này được rồi. Bây giờ mình nướng cái mặt dưới chút xíu nữa là được rồi ha. Thấy không, bánh nó gì ha. Nếu mà mình pha bột đúng nó rất là dễ làm luôn. Thank you.
Trước khi đổ á, mình nhớ mình quậy đều bột lên nha mọi người. Tại nhiều lúc bột á, nó đọng dưới đáy á, nó lúc đầu á mình là chiên cái bánh mới vừa chín á, mình thấy cái bánh nó giòn giòn ha mọi người, nhưng mà mình để hồi nguội lại á, cái bánh á nó mịn nó dai nó ngon á. Mình để phô mai á vừa hay nhiều, nghĩa là tùy theo khẩu vị của mỗi người nha mọi người. Thế mình rắc cho thêm chút xíu muối lên thôi. Hồi nãy mình á, làm khép này á, không có muối, bỏ muối vô bột ha, là bởi vì á, mình bây giờ mình mới bỏ muối này, cho nên nãy mình không có để muối nha mọi người. Đó, mình xếp lại vậy nè. Theo ý của mình á, thì mình xếp này nha. Giờ mình làm tạm thời ba cái thôi ha, ba cái khép có phô mai á, để cho mọi người xem ha. Rồi sau đó đó mọi người cứ làm như vậy, cứ làm cho tới hết bột nha. Hồi nãy mình lấy ra cái bánh đó, nó xốp nha mọi người, giống như giòn ha, nhưng mà giờ là bánh mềm mũi luôn, dai, mình đâu cần bột nở gì đâu. Nhà mình ai cũng ưa cái món này á, rất là ngon, bánh khép với phô mai ăn rất là thơm, rất là ngon. Phô mai ha, thơm mùi phô mai nè, béo nè, rồi bánh khép á, dai dai mịn mịn á, trời nó ngon cực kỳ. Này đẹp hơn ha. Đó. Bây giờ mình ở đây mình có ba cái khép có phô mai ha. Còn bột mình chút xíu mình làm tiếp nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ để lên chảo mình chiên nó lại nha. Cho nó vàng á, với lại phô mai nó phun đưa đó. Phô mai nó tan ra đó, nó chảy ra. Cũng cái chảo nãy mình chiên khép á. Bây giờ mình để cái bánh mà mình để phô mai vô rồi đó, mình chiên lại cho mọi người. Đây, mình chiên lại. Lần này mình không có cần cái dầu lên chảo nha mọi người. Mình cũng để lửa vừa thôi nha mọi người. Mình nhớ là mình chiên lửa vừa thôi nha mọi người. Mình lặp lại nha. Đó. Thấy hấp dẫn không mọi người? Đó. Đó. Ồ, giòn rụm luôn nha. Đó, mình lặp lại vậy. Lát nữa mình ăn cái này không? Wow, wow, mình thấy hấp dẫn thơm không ngon sao? quá, đã quá. Wow, nó giòn. Oh, đã quá, thơm quá. Cho nó tan phô mai ra, hết sảy quá, nha. đã quá, đã ngon quá. Thơm quá, thơm quá. Này còn gai thằng đó, nó có mùi thơm nó nói ăn à? liền.
Rồi, rồi bây giờ xong rồi ha, mình tắt bếp nha. Đem ra dĩa nè. Quá đã. Wow. Coi chừng cái chảo nóng lắm nè. Để chảo này lắm, mình chiên tiếp nha mọi người. Đây. Mình trở về rồi, đẹp quá ha. Quá đẹp. Bây giờ mình sẽ cắt ra mình ăn nha mọi người. Ăn nóng mình đã lắm. Mình ăn xong, cái này phải ăn nóng nha. Ăn nóng. Mình ăn xong rồi mình sẽ đổ tiếp còn bột nè. Bánh khép này nè, mình ăn kèm với salad dầu giấm nha mọi người. Phô mai trong chảy nha mọi người. Quá ngon luôn nha mọi người. Tuyệt vời luôn, bánh khép mềm dai ha, mịn. Phô mai á, chảy ra rất là thơm nha. Tại nãy mình để phô mai ít á cho nên mình không thấy nó chảy ra ngoài nha. Nhưng mà ở trong đây nè, nó tan ra hết rồi nè mọi người. Để mình mở ra. Tan hết rồi nè, phô mai á. Ăn với salad dầu giấm ngon. Là ngon luôn, thơm lắm, béo nữa, phô mai á béo rồi bánh khép thơm giòn rồi mịn dai nữa, ngon ngon lắm. Tuyệt vời, tuyệt vời. Lạc hay mặn là tùy theo khẩu vị mỗi người nha. Mình thì không có cần phải rắc muối với tiêu lên đâu. Ông xã mình thì ăn thêm muối muối với tiêu chứ mình thì không có cần. Quá ngon. Tuyệt vời luôn. Với cách làm bánh khép phô mai này rất là nhanh gọn mọi người, đơn giản ha, mau lắm mà ăn rất là ngon luôn á. Nếu mọi người thích thì hãy làm thử đi ha. Rồi video của mình hôm nay xin được kết thúc ở đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Nếu thích video nhớ bấm cho mình một like nha. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Bye bye.